Heyo, what's up? Chào mừng 500 anh em đã đến với Lang Audio đi trên kênh đầu mời YouTube này của mình. Yes. Một clip vào buổi chiều vào lúc 16:01. Tại sao lại có clip này? Thì các bạn đã biết rồi, đa số là mình sẽ chỉ làm một clip vào buổi sáng. Vào buổi sáng sớm, tôi đó tầm khoảng 7 rưỡi 8 giờ thì đó, mình sẽ ra một clip. Nhưng mà ngày hôm nay mệt quá. Mình có một clip vào buổi chiều vào lúc 16:01 phút. Tại sao lại có cái clip này thì mình muốn đưa cho các bạn một cái thông tin mà theo mình nghĩ là không ngờ, thật sự là không ngờ được, anh em ạ. VNG có thể chơi tôi đến như vậy, đúng không anh em? Quá thể nào mà không thể nào mà ngờ được. Đây các bạn, đúng không? Các bạn nhìn này, các bạn nhìn này, ở trên trang chủ của VNG có thông tin ngày mai hắn trở lại, thiết lập trật tự thế giới mới. Thần tướng hạn giờ Shiro Amakusa. Ôi trời ơi, tôi cứ tưởng đó là Nam Lết, là Cu Nam, là gì nhở, Nam Lết các kiểu cơ. Nhưng mà không ngờ lại ra Shiro Amakusa. Nó lại chệch đi hết mọi kế hoạch mà tôi dự tính. Nó gọi là gì nhở, Haki quan sát của tôi nó đã bị sai, đúng không? Mấy hôm trước tôi khẳng định với các bạn là kiểu gì cuối tháng cũng đùa Nam Lết, mà bây giờ nó lại thành đùa Amakusa. Rồi Nam Lết đâu? Đội trưởng hóng thông tin lên fanpage nhé. Nhà hàng từ lúc Athena 02 leo nộ giờ cuối tháng chưa thấy ra. Mình cũng không hiểu tại sao lại có một cái tình huống mà như thế này, đúng không anh em? Khi mà thật sự là ra Amakusa thì cũng hay thôi, vì ở thời điểm hiện tại này, nếu mà anh em nào chưa có Amakusa thì có thể đua Amakusa được đó. Nha anh em nhé, cái thông tin này thì mình sẽ nói với các bạn này. Tiếp nữa thì các bạn nhìn thấy là cái nick Lang Gần Yori này là Amakusa 14 sao rồi, cho nên sẽ là không đua Amakusa nữa nha anh em nhé. Nói là không đua thì nó là không phải anh em ạ, vẫn đua, nhưng mà sẽ không lấy top 1 nữa, mà có thể là nhường top 1 dành cho anh em nào đó muốn lấy, và sẽ chỉ lấy top 2 và top 3 thôi. Top 2 và top 3 để làm gì thì chắc anh em đều biết rồi, đó là chúng ta sẽ lấy cái hồn vũ khí của Amakusa. Vậy là xếp dương đã nâng tứ môn rồi cho Amakusa này anh em này, kế thừa hồn thăng long này này. Vậy là chúng ta đã mở ra được cái, vì con Amakusa này các bạn nhìn thấy 14 sao rồi đúng không, mà đang cần hồn vũ khí thôi, chả cần cái gì cả, đúng không? Đấy, trật tự thế giới mới đầu lâu đây, đá Granma này các bạn nhìn này, tẩy luyện mắc chưa, tẩy luyện mắc rồi nha anh em nhé. À đâu, chưa mắc anh em, chưa mắc, chưa mắc anh em nhé. Có thể tăng sao được à? Không tăng sao được. Hình như là xếp dương chắc là mở ra được cái hồn vũ khí của Amakusa này, mở ra được dương này, nên là đã lên tứ môn, đã mắc tứ môn này cho Amakusa này các bạn này. Đó, đến nick này bây giờ mới có thể mắc được tứ môn này cho Amakusa. Kế thừa thêm hồn thăng long nha các bạn nhé, 10% kế thừa của hồn thăng long nữa. Và đây là con Amakusa ở 4.623.826k lực chiến. Đó là cái điều đầu tiên mà mình muốn nói đến dành cho anh em nào xem 14 muốn đua bot thì cứ đua nhiệt tình lên, đúng không? Đó, kim cương lại lên rồi, lại lên 16.000 rồi anh em. Ngày mai nhận thêm 5.000 nữa là có 20.000, vẫn không đủ đua mèo. Vẫn không đủ quay mèo anh em ạ, đúng không? Amakusa ngày mai đua thì chắc là không đua đâu các bạn, vì vé bây giờ vẫn còn rất nhiều nên anh em nhé, chắc là không dùng đến kim cương. Đua chỉ lấy top 2, nhưng quan trọng là anh em là lấy top 1 hay không. Vì đây các bạn nhìn thấy này, vẫn còn đâu đó 1.365 cái vé chiêu mộ thần tướng hạn giờ cơ mà, đúng không? Quá nhiều vé, mai chỉ cần dùng tầm khoảng 200 vé là được, 200 vé là 2.000 điểm. Hy vọng nó ra sớm, nói chung là chỉ lấy cái top 2 thôi. Cái top 1 thì như là yêu cầu tối thiểu là 2.200 điểm đấy, thì chắc chắn là cái ác này sẽ dừng lại trước cái mốc 2.200 điểm nhé các bạn nhé, đúng không? Để hợp lý, để anh em có thể lấy được cái top 1. Làm sao để nó hợp lý là được, vì bây giờ lấy top 1 để làm cái gì đâu. Top 1 để thừa mảnh Amakusa để nó chả làm gì cả, mục đích vẫn chỉ là lấy một cái hồn vũ khí nữa và kết hợp và chờ xem có sự kiện nào có thể kiếm được hồn vũ khí của Amakusa nữa là các bạn có thể xúc được. Sau này ví dụ nó có up lục môn các kiểu thì chúng ta có thể up được lục môn dành cho Amakusa nhá. Đây, cái hoạt động buổi sáng đã nói với các bạn đây thì đây, để mua hạn giờ đã mua này, dương đá vận mệnh này. Vậy là xếp dương đã mua 5 dương này, có nghĩa là chúng ta có 4, 5 x 4 là 20 cái dương đá vận mệnh này, một dương may mắn tự chọn, 4 x 4 một là 4, chọn lĩnh vực, cùng với đó là cái dương vận mệnh siêu cấp đây, 1.600.000 này, 1.700.000, 1.000.000 này, 500.000, 200.000 là 1.700.000 này. Tiệm siêu phúc lợi 1.700.000 với 150.000 nữa là 1.850.000 này, đúng không? Cái này 850.000, 100.000 nữa là 900.000, là 1.900.000 đúng không?
1,9 triệu về mấy cái gói này mình cứ cho là 2 triệu đúng không? Vậy chia ngày hôm nay à, là sếp Dương đã nạp đây tầm khoảng đâu đó 2 triệu. 2 triệu. Và chúng ta sẽ cùng xem có gì mà nick này đã lên đến 40.096 rồi nhá. Chắc chắn là trong cái máy rút ở trong cái này là đã giám định lên rồi nha. Chắc là nhận nhiều tín mất để xem kích hoạt những cái gì nha anh em. Phỉ thúy phá quân. Ok. Vào khảm nào. Chúng ta nhìn thấy mở luôn đúng không? Mình vào đúng lúc mở luôn anh nha. Mình vào, ôi rồi tí nữa thì ấn nhầm. Mình vào ấn đúng lúc ấy. Vào đúng lúc mở. Rồi, tranh thủ mở hết đúng không? Mở được thì cứ mở đây anh em đúng không? Nó có mất gì đâu. Mà free mà. May thì nó còn free nha anh em nha. Mẹ chứ còn nó mở nó bắt bằng kim cương hay nó bắt bằng nguyên liệu thì chắc giờ này anh em cũng khóc mẹ đúng không? May mắn là chúng ta vẫn có một chế độ mở free dành cho tất cả các võ sĩ. Nói chung là anh em cứ dành rảnh căn giờ và mở. Đây ví dụ đây là 12 tiếng nữa thì anh em bây giờ là 4 giờ chiều đúng không? Chúng ta canh đến tầm khoảng là 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ vào. Nói chung là mỗi ngày anh em vào lấy một lần là được. Đúng không? Theo mình là như vậy. Mỗi ngày vào lấy một lần là được nha các bạn nhé. Nói chung là cứ mở, rảnh thì mở, không rảnh thì thôi. Đây, để xem nhé. Đây, ví dụ các bạn đơn giản này, Amakusa đang dùng cái bộ miễn sát thương kỹ năng tất sát cộng 8%. Sát thương kỹ năng tất sát khi bạo khí cộng 8%. Cái này không hay này các bạn. Cái này mình đánh giá không hay. Cái combo của cái bộ gì nhờ? Cái bộ siêu tuyệt này không hay nha anh em nhé. Init thì đang dùng một bộ áp chế kẻ địch khi vào trận sẽ bộc phát bạo khí 8 giây có thể xếp chồng. Amakusa thì đang dùng một cái bộ áp chế kẻ địch. Kionet thì chưa có, vậy là chúng ta chỉ có mấy viên này thôi. Có lẽ mình sẽ đổi lại cho nó đẹp đẹp một tí đúng không anh em? Có cái bộ nó ngon không? Đúng không? Nhiều bộ ngon mà, bộ dược vương này ngon rồi các bạn. Đây một thủ mình sẽ lấy một cái thủ về nha anh em cho các bạn xem. Mình sẽ lấy một thủ về cho các bạn xem cái khả năng hồi máu cái bộ dược vương này khủng khiếp như thế nào nhá. Đây mình sẽ lấy cái bộ dược vương này cho anh em xem cái khả năng hồi máu của nó khủng khiếp như thế nào nhá anh em nhá. Đây, mỗi 4 giây hồi 1% sinh lực tối đa, tăng gấp bội khi ở trạng thái bạo khí. Đó. Lắp cái này vào thì nó sẽ được cái bộ gì ấy? Cái gì nó cũng sẽ có bộ nhá anh em nhá. Cái này được bộ thông hiểu. Sát thương kỹ năng năng lượng cộng 16%, những sát thương năng lượng bạo khí 16%. Nói chung cái này nó có quan trọng đến lực chiến cũng như là quan trọng đến cái của các bạn rất nhiều nha anh em nhá. 40.089.000, vừa nãy là 090 tụt đúng không? Mình lắp cái bộ này thì nó lại tụt lực chiến xuống này, các bạn nhìn này. Thì vừa nãy là 40.090.000 bao nhiêu ạ? Bây giờ còn có 40.089.000 thôi. Nhưng mà cái bộ dược vương này khá là hay, mình sẽ test cho các bạn xem cái bộ dược vương này nhá. Mình sẽ test cho các bạn xem cái bộ dược vương này đúng không? Bây giờ chỉ còn một mình Kula đây này, 1% hồi máu Kula nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn con Kula này, khi mà nó đang ở chỉ số cơ bản này thì các bạn nhìn chi tiết của nó này. Các bạn nhìn này, công 708 này, phòng thủ 2273 này, sinh lực là 9,7 triệu, 1% của 9,7 triệu là nó rơi tầm khoảng 97.000 đúng không? 10% là 970, 1% là 97 à? Nó rơi tầm khoảng 97.000 máu. Đây mình sẽ test cho các bạn xem này. Test cho các bạn xem 1% hồi máu nó sẽ là bao nhiêu máu của Kula nhé. Với một con Kula nguyên bản không có trận hình gì. Đấy, anh em hãy nhìn thì sẽ biết này. 4 giây đấy, hồi hơn 20.000 máu này anh em nhá. Đấy 23.000 máu này. Đấy 20.000 máu, 23.000 máu anh em có thể nhìn đấy. Đúng không? Đó, nó hồi liên tục đấy. Đúng không? Máu càng nhiều nó hồi càng nhiều nên anh em nhé. Khi mà tạo phiên xong thì nhá. Anh em nhìn này. Đấy, hồi 20.000 máu anh em thấy không? Nhiều không? 4 lần lên, anh em có tính cho tôi nếu mà các bạn đúc cả 4 bộ lên. 4 bộ mà nhân với 20, 4 nhân 20 đã là hồi 100k rồi. Đấy là cái bộ vàng nha anh em nhá. Bộ đỏ nó còn hồi kinh nữa. Mà đây là con Kula nó chưa ở cái trạng thái gọi là gì nhỉ? Tốt nhất đâu anh em. Con Kula này nó chưa phải ở cái trạng thái tốt nhất đâu. Đúng không? Con Kula này nó chưa ở trạng thái tốt nhất đâu ở trong cái trận hình này đâu. Tại sao mình lại nói là chưa phải ở trạng thái tốt nhất ở trong trận hình? Thì các bạn nhìn thấy này, khi mà các bạn kích hoạt cái này nữa nó còn tăng tấn công, phòng thủ và tăng cường độ hiệu quả các kiểu nữa cơ. Nhưng mà bây giờ do cái vấn đề là võ sĩ ở trong cái nick này nó khỏe quá rồi, kể mình để mấy con Sida và nó cũng rất khỏe anh em ạ. Đó, đây ví dụ đơn giản như thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Tăng tấn công, phòng thủ, tỷ lệ chống đỡ này. Và chắc chắn là máu Kula nó cũng lên thì các bạn nhá, mình sẽ để ở cái khu vực
anh đào đi, dùng cả khu vực anh đào để cho nó nhiều máu vào một tí chẳng hạn, đúng không? À, thì các bạn sẽ nhìn thấy khả năng hồi máu của cái bộ này nó khủng khiếp như thế nào. Và đó lý do tại sao ở bên xe của Trung Quốc ở thời điểm hiện tại giờ toàn dùng bộ dược vương thôi. Con nào cũng đắp cho bốn cái bộ dược vương ở trên người này, hồi máu toàn cứ 2 triệu, 3 triệu. Dã man anh em ạ. Con nào cũng đắp hồi tầm 2, 3 triệu. Kinh khủng luôn. Đấy, hồi 20, 21 nghìn, 12 nghìn. 20, 21, 12 nghìn đấy. Hồi 100 mấy nghìn đấy. Đấy anh em nhìn thấy không? Anh em nhìn thấy cái bộ dược vương chưa? Bộ dược vương ở Sida ấy. Đấy là còn chưa có chỉ số đâu nha anh em nhá. Nó còn chưa hẳn là về chỉ số đâu. Đấy, hồi lên lại hồi 20, 21 nghìn đấy anh em, đúng không? Nói chung là phê. Sau này chúng ta ép được chỉ số của cả mấy cái khảm đấy ạ. Của mấy cái bảo thạch đấy ạ. Thì nó có lẽ nó còn hay hơn nữa. Cái này chúng ta phải cùng chờ đợi nha anh em nhá. Cái này chúng ta sẽ cùng chờ đợi ở trong khoảng thời gian sắp tới, đúng không? Đây các bạn này, vì ở trong này chúng ta còn đúc được bảo thạch nữa cơ mà, đúng không? Đâu nhỉ? Chúng ta còn tẩy luyện được bảo thạch nữa mà anh em, đúng không? Đây đơn giản như mình để một viên này chẳng hạn, đúng không? Ví dụ mình để một viên này chẳng hạn, chọn chẳng hạn. Đây nhá, cái này các bạn còn đúc được nữa cơ mà. Đấy, sinh lực, tỷ lệ sát thương, mức hiệu quả, anh em có thể đúc được nữa cơ mà, đúng không anh em? Đấy nhá, đây ví dụ mình đơn giản. Ủa lại tốn nhờ. Điểm may mắn đầy 250 mảnh này. Hóa ra cái này phải ấn giữ nha anh em nhá. Ấn giữ thì mới được nhá. Hôm nọ mình chỉ ấn một phát thì nó không được. Mình thử xem là cái này tư chất này mất 250 mảnh. Mình thử một con tư chất khác nha anh em nhá. Mình thử một con tư chất cao hơn. Ví dụ như ở tư chất SSR này phải tốn được khoảng bao nhiêu mảnh. À nó phụ thuộc vào tư chất này. Đây chỉ tốn 63 mảnh đấy nhá. Tỷ lệ sát thương, mức độ hiệu quả này. Mình sẽ thử tẩy luyện nhá. Thử tẩy luyện cho các bạn xem nhá. Thử tẩy luyện một lần cho các bạn xem nó có gì nha anh em nhé. Tẩy luyện sinh lực, tỷ lệ phản đòn, mức độ hiệu quả, kháng hiệu quả. Nó đang từ bên này chuyển sang bên này. Có kháng hiệu quả và tỷ lệ phản đòn. Nó không ngon đâu anh em. Đúng không? Nó không ngon bằng cái này đâu anh em. Đúng không? Tốn nhiều. Chính ra tốn thật. Test thử nha anh em nhé. Mình sẽ test thử bằng cái tẩy luyện kim cương cho anh em xem nhé. Xem là giữa tẩy luyện thường và tẩy luyện kim cương nó sẽ như thế nào nhé anh em nhé. Đây, tẩy luyện kim cương 100 kim cương. Thử rồi. Sang bạo kích, tỷ lệ sát thương. Bạo kích, tỷ lệ sát thương nó sẽ chuyển cái dòng mức hiệu quả này sang bạo kích. Có lẽ là bạo kích sẽ ngon hơn nha anh em nhé. Mức hiệu quả không ngon bằng bạo kích đâu mà mình sẽ xác nhận nó phát này. Đó, chuyển sang. Cứ như thế đây. Xem lực chiến nó có lên không anh em nhé. 39.806 nó tụt à? Không phải, đây là do mình đổi đội hình thôi anh em. Đấy. Nói chung là cái gì nhở? Cái gì nhở anh em nhở? Cái tẩy luyện ấy. Cái gì nhở? Cái đổi chỉ số tẩy luyện, cái ngọc khảm ấy, có nhất là anh em không nên tẩy anh em ạ. Theo mình nghĩ là anh em không nên tẩy làm gì cả. Cứ để bình thường thôi là cũng ok. Không cần phải tẩy đâu, vì đa số những cái dòng nó đều rất ngon rồi. Không cần phải tẩy, mà mình cũng chưa biết là nó có cái dòng nào ngon hơn những cái dòng đấy hay không. Thì thật sự bây giờ VNG nó cũng không công bố là trong tất cả những cái dòng đấy, trong tất cả cái gì nhỉ, trong tất cả mấy cái dòng ẩn khi mà các bạn tẩy luyện ấy, thì có những cái dòng nào thuộc dòng hiếm. Dòng hiếm ở đây là gồm những cái gì, đúng không? Thì họ không nói thì chúng ta không biết là cái dòng hiếm ở đây là dòng như thế nào. Nên là các bạn nhất là thôi, không cần phải tẩy luyện làm gì đâu anh em, đúng không? Hạn chế cái vấn đề tẩy bảo thạch nha anh em nhá. Theo mình nghĩ là không cần thiết cho lắm. Đó ngon đấy nhỉ. Nào các bạn nhìn thấy hồi máu kinh không? Mẹ cứ 4 giây hồi 21.000 máu, 20.000 máu. Lại bảo không ngon đi. Cái dược vương này hơi bị ngon nhá. Các ông đừng lên thiên. Mẹ, cái dược vương này mới là cái ngon này. Đó lý do tại sao không phải ngẫu nhiên mà mẹ top O server Trung Quốc toàn chơi cái dược vương này anh em ạ. Thì anh em cứ đúc dược vương cho tôi nhá. Tôi khuyên thật, chân thành thật. Vừa dược vương nó vừa cù nhây, vừa cù nhoa, lại còn vừa khỏe, đúng không? Sau này đội hình các bạn càng khỏe thì máu các bạn càng nhiều. Thì cái vì nó hồi theo phần trăm mà anh em, các bạn đúc 4 bộ cho tôi, nó rơi tầm khoảng 10%, 8-10% máu. Để máu sau này đây nhá, mình đơn giản như cái Nick Legend Yori này đang ở 40 triệu lực chiến, đúng không? Mà con Kula đã 10 triệu máu rồi. Thì các bạn hình dung ra, các bạn x10 là lên là 400 triệu lực chiến.
thì con Kula nó phải rơi tầm khoảng 100 triệu lực chiến. À, nó phải rơi tầm khoảng 9 x 10 là 90 triệu máu. Ờ, các bạn tính hộ mình cái 90 triệu máu, 10% của 90 triệu máu nó đã là 9 triệu máu rồi, đúng không? Nó dã man lắm. Nó dã man lắm anh em ạ. Đây, đơn giản này, 40 triệu lực chiến này anh em nhé. Mà máu ở đây đã là 9 triệu 7 rồi, đúng không? Các bạn x 10 lần lên, 10 lần lực chiến lên nữa thì cái sinh lực này nó cũng phải lên đâu đó tầm khoảng là gần 100 triệu. À, nó phải lên đây là đang là 9 triệu, nó phải lên gần 100 triệu lực chiến, là gần 100 triệu máu. Mà các bạn đắp một phát bốn cái bộ hồi máu thì tôi thật là các bạn khủng khiếp như thế nào chắc không phải giới thiệu nữa rồi. Đúng không? Chắc không phải giới thiệu về cái mức độ hồi máu nó cù nhầy như thế nào nữa. Dã man luôn đúng không anh ạ? Tôi không phải giới thiệu quá nhiều về cái... Không phải giới thiệu quá nhiều về khả năng hồi máu nữa rồi. 40.095.000. Ok, clip này mình cũng xin phép tạm dừng lại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em vào ngày mai. Chúc anh em có một cuối tháng, một gì nhở. Ngày mai anh em có một cái cuối tháng đua Amakusa thành công. Ra Amakusa càng sớm càng tốt, đúng không? Và anh em nào mua những cái gói mà gì nhở, chiêu mộ, tiệm mua hạn giờ này, cái quà phá giải vận mệnh này thì sẽ có thể sở hữu được cái dương chọn vũ khí Uro dành cho Shiro Amakusa. Nó sẽ là rất tuyệt vời. Ok, bye bye.